Kinh giới được biết đến là một trong những loại rau quen thuộc, có hàm lượng chất dinh dưỡng cao và tác dụng tốt đối với sức khỏe con người. Loại cây này có xuất xứ từ vùng Âu Á ôn đới, thường được trồng phổ biến ở nhiều nơi để lấy cành lá làm rau ăn. Cây kinh giới cao từ 30 đến 40 cm, mọc đứng, thân vuông có lông mịn. Lá của loại cây này mọc đối xứng, phiến lá thuôn nhọn, mép có răng cưa. Hoa kinh giới nhỏ, không cuống, màu tím nhạt. Trong đông y, kinh giới có vị cay, tính hơi nóng, có tác dụng làm ra mồ hôi, lợi tiểu, trừ sốt nóng, khư phong và chỉ ngứa. Kinh giới có công dụng chữa cảm cúm vào mùa hè, chữa say nắng, sốt, nhức đầu, chữa bại liệt, phong thấp, đau xương. Bên cạnh đó, kinh giới còn được dùng để chữa băng huyết, rong huyết, thổ huyết. Trong chuyên mục vị thuốc quanh ta ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một số bài thuốc hay từ cây kinh giới. Tôi xin giới thiệu một số bài thuốc có sử dụng đến lá kinh giới. Bài thứ nhất, chữa ngoại cảm phong hàn, kinh giới 50g, gừng 3 lát, giã vắt nước cốt cho uống, bỏ gói túi vải, đánh miết dọc theo cột sống. Khoảng 2 lần thì khỏi bệnh. Bài thứ hai, chữa ho ra máu, kinh giới cả cây tươi, một lắm, giã nhỏ, vắt một chén nước cốt cho uống. Bài thứ ba, chữa ho, nôn ra máu, tiểu tiện chảy máu cam. Hoa kinh giới sau đen, tồn tính, tán nhỏ, bỏ vào lọ kín, dùng dần, mỗi lần dùng từ 4 đến 6 gram, uống với nước ấm. Bài thứ ba, trị cảm lạnh, ban sởi phát ban. Thành phần gồm có bạc hà 8 gram, gừng 4 gram, tía tô 8 gram, cam thảo 4 gram, kinh giới 12 gram, sắc uống, uống hàng ngày thay nước. Bài thứ tư, trị cảm sốt, đau bụng, đầy bụng, nôn mửa. Thành phần gồm có bạc hà 8 gram, cắt căn 12 gram, gừng sống 3 lát, hành 4 gram, hoắc hương 12 gram, hương nhu 8 gram, tía tô 12 gram và kinh giới 8 gram, sắc uống thay nước hàng ngày. Bài thứ 5, trị ho, ra máu lâu ngày không khỏi, kinh giới tươi, lấy cả gốc rễ, gọn rửa sạch, giã vắt lấy khoảng nửa bát nước cốt cho uống cùng với bột kinh giới khô và uống hàng ngày, đến khỏi bệnh thì dùng lại. Kinh giới như một gia vị hay bài thuốc đều cần tìm hiểu rõ nguồn gốc, xuất xứ của loại rau này để đảm bảo vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm. Kinh giới cần được rửa sạch, ngâm nước muối 15 đến 20 phút trước khi sử dụng. Mặc dù rau kinh giới được đánh giá khá tốt đối với hệ tiêu hóa, tuy nhiên những người đang bị đau dạ dày, viêm đại tràng không nên ăn loại rau sống này. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Quảng cáo sẽ xuất hiện sau 3 giây. Giới thiệu tới bạn ứng dụng kiểm tra tình trạng sức khỏe, dự đoán ngày sinh, dự đoán giới tính của con và nhiều tính năng hữu ích khác trên điện thoại di động và máy tính bảng. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Ứng dụng gồm các tính năng sau: tính năng đo chỉ số sức khỏe BMI hay Body Mass Index. BMI chính là chỉ số cơ thể được các bác sĩ và các chuyên gia sức khỏe sử dụng để xác định tình trạng cơ thể của một người nào đó có bị béo phì, thừa cân hay quá gầy hay không. Thông thường, người ta dùng để tính toán mức độ béo phì. Ứng dụng này thay cho các loại cân y tế điện tử. Bạn chỉ cần nhập vào chiều cao và cân nặng của bạn. Ứng dụng sẽ tính toán và khuyến cáo tình trạng sức khỏe của bạn.
Tính năng đo chỉ số WSA hay tỷ số bụng và mông là tỷ số giữa vòng bụng hoặc eo và vòng mông của bạn. Dùng phương pháp này, có thể biết được mỡ của bạn chủ yếu tập trung ở bụng hay ở mông. Cách làm là dùng thước vải bao quanh thắt lưng qua rốn để đo được vòng bụng. Bao quanh mông ở nơi to nhất để đo vòng mông. Sau đó bạn nhập thông tin vào ứng dụng. Nếu chỉ số WSA của người đàn ông lớn hơn 1,0 và chỉ số WSA của người phụ nữ lớn hơn 0,8, có nghĩa là nguy cơ mắc bệnh của người ấy tăng. Tính năng dự đoán ngày sinh con dựa trên ngày thấy kinh lần cuối của mẹ. Và nhiều tính năng khác sẽ được cập nhật trong các phiên bản tiếp theo. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Cài đặt ứng dụng qua mã QR code trong clip hoặc như hướng dẫn trong clip. Website happylife.dvms.vn. Fanpage happylife.dvms.